Chỉ trong thời gian ngắn, đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng đã triệt phá 2 vụ sản xuất và kinh doanh mua bán phụ tùng ô tô giả với nhiều thủ đoạn tinh vi. Khi người ta giao hàng thì người ta giao cho tôi rời ra, lọc riêng, hộp riêng và tem riêng. Sau đó thì khi bán hàng cho khách thì tôi đóng thành sản phẩm. Chất lượng của cái hàng nhái hàng giả này thì nó không bằng chất lượng của hàng chính hãng. Ví dụ như là hàng chính hãng thì 100.000 km, 1 vạn km thì phải thay lọc một lần. Nhưng mà những cái loại lọc kém chất lượng như này thì chỉ được khoảng một nửa thời gian so với hàng chính hãng. Theo khai nhận, một sản phẩm lọc dầu giả như thế này được các đối tượng bán với giá 60.000 đồng, rẻ gấp 3 lần so với hàng thật. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công ty, đại lý bán hàng chính hãng. Từ đầu năm đến giờ, công ty tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng, quản lý thị trường cũng như là công an kinh tế đã xử lý khoảng trên 30 vụ việc liên quan đến các sản phẩm của Hyundai giả và đã thu giữ trên khoảng nghìn, chục nghìn sản phẩm. Khi mà bán các sản phẩm giả này thì cũng thiệt hại đến các doanh thu của các bên bán hàng chính hãng cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Ta hiểu rằng mua một cái sản phẩm phụ tùng giả thì cái độ bền nó không cao, thậm chí nó còn gây nguy hiểm trong quá trình vận hành. Đồng thời thì nó cũng làm cho cái môi trường kinh doanh nó sẽ bị ảnh hưởng, tức là cái tính minh bạch, cái tính sòng phẳng trong cái việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là không có. Việc liên tiếp phát hiện và ngăn chặn các vụ vi phạm trong thời gian qua của lực lượng chức năng cho thấy tình trạng sản xuất, buôn bán linh kiện, phụ kiện ô tô giả không đủ điều kiện kỹ thuật đang diễn biến nghiêm trọng. Người dân không nên mua các hãng phụ tùng không rõ nguồn gốc khi không có xác định được nguồn gốc rõ ràng của các phụ tùng này, vì nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì người ngồi trong ô tô là người trực tiếp sử dụng điều hòa của ô tô, và cái lọc dầu, lọc gió, thiết bị kỹ thuật không đồng bộ với hàng chính hãng sẽ gây mất an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh những nỗ lực trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng, người dân và doanh nghiệp cần phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tố giác những hành vi vi phạm để công tác chống hàng giả được triển khai một cách hiệu quả nhất.